slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. Trước tiên là xin chúc mừng thành tích lịch sử của bóng đá nam Việt Nam khi đã lọt được vào bán kết một kỳ ASEAN. Đây là thành tích lần đầu tiên mà chúng ta làm được trong kỷ nguyên lịch sử bóng đá Việt Nam chúng ta. Và người tạo ra được thành tích này không ai khác là huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo với sơ đồ đội hình 5-2-1-2. Sơ đồ này thì mình cũng đã từng test và cũng đã stream khá nhiều lần trên kênh HDTV và cũng đã lên huyền thoại với nhiều đội hình khác nhau. 70 triệu cũng có, 150 triệu cũng có, 300 triệu cũng có, đều đã lên được huyền thoại. Vậy thì sơ đồ này có gì hay? Chúng ta sẽ đi vào chi tiết ngay bây giờ. Thoạt nhìn qua chắc các bạn cũng thấy sơ đồ này có tới 5 hậu vệ, 3 CB, 2 hậu vệ tấn công cánh dâng cao và 2 tiền vệ phòng ngự. Có lẽ để nói về mặt trận phòng ngự thì chúng ta không cần phải bàn nhiều. Lấy chiến thuật ruồi bu mà bắt bóng của đối thủ thôi. Tuy nhiên, với sơ đồ này thì chúng ta sẽ tấn công như thế nào? Có lẽ với rất nhiều những huấn luyện viên online thì nhìn qua sơ đồ này chúng ta cũng thường thường mường tượng đến cái gì đó gọi là tiêu cực trong bóng đá hay là lối chơi phòng ngự phản công truyền thống của FIFA Online 3. Nhưng mà không phải như vậy. Với FIFA Online 4 thì việc mà các bạn build up một team tấn công tốt, có những đường truyền sắc lẹm là một điều rất quan trọng. Vậy thì liệu 5-2-1-2 có phải chỉ là sơ đồ phòng ngự phản công hay không? Câu trả lời của mình đó là không. Các bạn hoàn toàn có thể build up play đá tạt cánh đánh đầu hay là tấn công trung lộ cũng đều ổn. Còn để trả lời cho cái lý do vì sao mình lại làm cái clip này, chẳng qua gọi là theo cái cảm xúc của đội tuyển Việt Nam thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết hơn. Với sơ đồ 5 hậu vệ nhưng lại có 2 hậu vệ cánh dâng cao và chúng ta sẽ có được một mặt trận tấn công cũng không hề ít người một chút nào. Tại sao mình lại đẩy hai hậu vệ cánh dâng cao lên như vậy? Bởi vì ở thời điểm này trong FIFA Online 4 các bạn tìm hai tiền vệ cánh mà lại vừa tấn công tốt, vừa phòng ngự tốt thì rất khó. Gần như là trong game này không có những tiền vệ cánh như vậy. Vậy thì để khắc phục cái điểm yếu về mặt phòng ngự, mình đã sử dụng những cái hậu vệ cánh mà lại có khả năng tấn công tốt. Hậu vệ cánh có khả năng tấn công tốt trong FIFA Online 4 lại rất nhiều. Chúng ta có thể kể cả ngày cũng không hết những cái tên như vậy. Ví dụ như cánh phải chúng ta có Kyle Walker, có Anthony Valencia, có Florent Z, có Aurier, có Versalico. Cánh trái chúng ta có Alaba, có Marcelo đương nhiên rồi, có Alexandro. Và cũng còn nhiều những cái tên khác nữa như là Alex Telles, thậm chí là Ashley Young. Tiếp đến một điểm nữa mình muốn giải thích là tại sao mà mặt trận tấn công của chúng ta không hề thiếu người. Các bạn biết là vị trí CDM hay là LDM, RDM trong cái tựa game FIFA Online 4 này nó vẫn rất ham công. Có lẽ là bị lỗi chiến thuật hay gì đó mình không biết. Cái này thì để Nexon trả lời. Thế nhưng chúng ta vẫn biết là những vị trí tiền vệ phòng ngự trong tựa game FIFA Online 4 yêu cầu rất nhiều thứ. Họ còn phải biết dê dắt, còn phải biết truyền này, đôi khi còn phải biết dứt điểm nữa. Chính vậy mà với hai vị trí CDM trong game như thế này thì mặt trận tấn công của mình vẫn rất đông người. Các bạn có thể xem qua những tình huống highlight mà mình đã để cho các anh em xem từ nãy đến giờ. Việc build team thì như thế nào? Theo mình thì cũng không cần phải đổ quá nhiều tiền vào cái đội hình này. Trục giữa thì các bạn dùng những cầu thủ to cao một chút. Còn vị trí hai ông tiền đạo thì các bạn dùng những cầu thủ mà địa cơ hội tốt, chạy chỗ hay và được thể hình nữa mà đánh đầu tốt nữa thì càng tốt. Thế nhưng mà với đội hình này thì mình cũng không xài đánh đầu nhiều. Phòng ngự phản công, cướp được bóng đẩy ra cánh dốc lên và sau đó truyền vào trung lộ là một bài đánh rất dễ dàng. Ngoài ra trong thế trận mà các bạn không được đối thủ tấn công để mà phòng ngự phản công thì các bạn hoàn toàn cũng có thể sử dụng hai CDM cầm bóng truyền trọt, xẻ biên sau đó lại bật lại và lại bật vào trung lộ. Đây là một miếng đánh rất sở trường của cái đội hình 5-2-1-2 này. Nghe có vẻ giống giống Việt Nam đúng không? Mình bắt chước ông Park Hang-seo mà. Ok, mình xin nhắc lại nhé, đây là sơ đồ chiến thuật dành cho những người không cần quá nhiều tiền vẫn có thể leo danh tốt. Một điểm mấu chốt là CDM thì các bạn nên dùng một cặp CDM, một to cao, một nhanh nhẹn. Cặp tiền đạo thì ưu tiên nhanh nhẹn và chạy chỗ hay. CAM ưu tiên là một cầu thủ có khả năng chạy chỗ rộng và dứt điểm tốt từ xa như kiểu Ivan Perisic. Thủ môn nếu có tiền thì đầu tư ông nào có chỉ số ném xa sẽ là lợi nhất trong những tình huống phản công.
Để vận hành tốt được sơ đồ này thì theo mình các bạn cũng nên tập luyện thành thục kỹ năng ZS. Đó sẽ là một miếng đánh cũng rất quan trọng khi các bạn không có quá nhiều người trong vòng cấm nhưng vẫn có thể có vị trí dứt điểm thuận lợi. Một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển Olympic Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.